Công an quận Hoàng Mai đã bắt quả tang tại chỗ 14 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Lợi dụng nhà văn hóa đang tổ chức đám cưới, Nguyễn Tuấn Nhật Anh 21 tuổi, trú ở phường Trần Phú cùng 13 đối tượng khác đã tổ chức đánh bạc ngay tại sân nhà văn hóa tổ 16 phường Trần Phú. Tại hiện trường, ngoài tang vật là các dụng cụ chơi sóc đĩa, lực lượng công an còn thu giữ 215 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.